Kính chào quý vị và các bạn. Không phải chính trị hay nợ công, rác thải mới là ngòi nổ nguy hiểm dẫn tới cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại quốc gia Trung Đông Liban suốt hơn 8 tháng qua. Cuộc khủng hoảng bắt đầu khi chính phủ đóng cửa bãi chôn rác lớn nhất nước này nằm ở phía nam thủ đô Beirut hồi tháng 7 năm 2015 mà không có nơi thay thế. Hàng đống rác mục giữa chất thành dãy trên đường phố thủ đô trong những tháng qua đã thúc đẩy cho phong trào chống chính phủ tại Beirut lan rộng. Trong một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải, trấn an người dân, chính quyền Liban mới đây đã thông qua một kế hoạch mở lại một bãi chôn rác thải và thiết lập tạm thời thêm hai bãi rác mới. Thế nhưng liệu đây có phải là giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng kéo dài ở quốc gia Trung Đông này hay không? Thông tin chi tiết sẽ có trong phần đầu của chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay. Suốt một mùa hè nóng bức, các đống rác ngày càng lớn dần lên, đến nỗi người dân thủ đô Beirut của Liban buộc phải đốt rác trên đường phố và thải ra từng cột khói độc hại khắp thủ đô. Rác thải cũng được chất đầy các bãi biển, trong rừng, trên núi và dọc các con sông trong thành phố. Đó là cuộc khủng hoảng rác thải kéo dài trong suốt 8 tháng qua, kéo theo sự giận dữ ngày một tăng cao, dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối của hàng nghìn người dân. Mới đây, hãng thông tấn quốc gia Liban ngày 13 tháng 3 thông báo, nội các nước này đã thông qua kế hoạch mở hai bãi rác tạm thời nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng rác thải kéo dài. Đầu tiên, chúng tôi sẽ thiết lập hai bãi rác tạm thời để xử lý số rác thải tồn đọng. Một bãi rác ở Bouri Hamoud, phía đông bắc thủ đô Beirut, còn một ở khu vực duyên hải Costa Brava, phía nam Beirut. Việc mở lại bãi rác Name sẽ được thực hiện trong vòng 2 tháng. Cũng theo kế hoạch trên, chính phủ Liban cũng sẽ dành 50 triệu đô la Mỹ cho các dự án phát triển tại các thị trấn gần các khu vực xử lý rác thải và sẽ hỗ trợ hàng năm 8 triệu đô la Mỹ đối với các cộng đồng ở khu vực có bãi rác hoạt động. Chính phủ sẽ thành lập một ủy ban để giám sát việc thực thi kế hoạch trên. Tuy nhiên, những người biểu tình vẫn tập trung tại Beirut đe dọa sẽ làm tê liệt thủ đô bất chấp các cam kết của chính quyền địa phương. Họ đã thành lập phong trào có tên là Yousting, có nghĩa là bạn bốc mùi. Mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay để tiếng nói của họ được lắng nghe. Nhưng cho dù kết quả của giải pháp này ra sao thì chúng tôi sẽ không rút lui khỏi đường phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếng nói của mình cũng như tiếp tục phong trào đấu tranh của chúng tôi. Chính phủ Liban buộc phải xem xét các kế hoạch xây dựng các bãi rác thải ở nước này sau khi kế hoạch đưa rác thải sang Nga bị hủy bỏ do các cáo buộc tham nhũng. Bãi rác thải lớn nhất Liban có tên là Name được thành lập từ năm 1997 với mục đích ban đầu chỉ là nơi tạm chứa rác thải. Thế nhưng kể từ đó đến nay, nó trở thành điểm tập kết rác duy nhất của thủ đô Beirut và Mao Liban, những đô thị tập trung đông dân cư nhất cả nước. Trong suốt gần 20 năm qua, hơn 15 triệu tấn rác được đổ xuống khu vực này, biến cả một thung lũng xanh tươi trước kia thành một ngọn núi rác khổng lồ ngập mùi xú uế. Sức chịu đựng của những người dân sống xung quanh bãi rác này dường như đã lên đến đỉnh điểm. Đối mặt với bệnh tật, ô nhiễm, họ không còn cách nào ngoài con đường chạy trốn. Khu vực cấp cứu bệnh viện Sacré-Cœur nằm ở ngoại ô thủ đô Beirut. Các ca nhiễm khuẩn đường hô hấp tăng lên đột biến trong năm nay. Theo các bác sĩ ở đây, tình trạng này có liên quan đến cuộc khủng hoảng rác thải hiện nay. Khói ô nhiễm từ việc đốt rác đã khiến cho các ca bệnh về hô hấp và bệnh ngoài da bùng phát. Chỉ trong vài tháng qua, số lượng bệnh nhân nhập viện đã tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguy hiểm hơn, tỷ lệ ung thư ở khu vực này cũng có chiều hướng gia tăng. Sau rất nhiều tranh cãi, chính quyền Liban tuyên bố họ sẽ mở cửa trở lại bãi rác Name trong vòng 2 tháng. Quyết định này khiến những người dân sống ở gần bãi rác như anh Fayyad vô cùng lo lắng. Ngay từ ngày đầu tiên họ mở cửa bãi rác, con gái tôi đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tất cả các cô con gái của Fayyad đều có vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ăn uống kém và khó ngủ. Mỗi tháng Fayyad phải chi khoản tiền lên tới 1.000 đô la Mỹ để trả chi phí khám chữa bệnh cho các con. Anh thậm chí đã phải bán cả nhẫn cưới để có tiền trang trải viện phí. Giờ đây, anh cho rằng cách duy nhất để cứu các con mình đó là di chuyển đến sống ở một nơi khác. Chúng tôi muốn đến Syria, ở đó khí hậu khô ráo, không ẩm ướt như ở đây. Mặc dù ở đó có chiến tranh và chúng tôi có thể chết, nhưng ở lại đây thì chúng tôi chết chắc. Để cứu các con, vợ chồng anh thà chọn mảnh đất đang có xung đột Syria còn hơn tiếp tục sống ở bãi rác này. Vợ chồng Fayyad và 5 cô con gái nhỏ dự định sẽ chạy sang nước láng giềng Syria vào tuần tới. Tôi biết là tình hình ở Syria không an toàn, nhưng tôi buộc phải rời đi vì tôi không thể sống tiếp ở đây. Mùi hôi thối đang giết mòn chúng tôi. Con gái tôi đang bị bệnh. Tôi đã nói với mẹ và chị gái mình là tôi sẽ quay trở lại Syria.
Phải rời bỏ nhà cửa để chạy sang Syria sinh sống chỉ vì không chịu nổi rác thải. Ở khía cạnh nào đó, cuộc khủng hoảng rác thải ở Liban còn đáng sợ hơn cả cuộc nội chiến Syria. Bởi chết vì bom đạn hay không thì chưa biết, nhưng nếu ở lại thì chắc chắn chết vì bệnh tật. Một phép so sánh đơn giản để quý vị và các bạn có thể hình dung được sự khủng khiếp của những núi rác bốc mùi suốt 8 tháng mà không ai xử lý. Thế nhưng theo các nhà môi trường học, giải pháp mở thêm bãi chôn rác hiện nay của chính phủ là không hợp lý. Liban cần một giải pháp bền vững hơn mới có thể giải quyết dứt điểm của khủng hoảng này. Những đấu đá nội bộ trong chính trường Liban được cho là nguyên nhân dẫn đến sự đình trệ trong việc đưa ra một giải pháp, đơn giản là vì không ai muốn có một bãi rác ở sân sau nhà mình. Và sau rất nhiều đấu tranh cũng như các cuộc biểu tình của người dân, chính phủ đã buộc phải phê duyệt một dự án mới cho phép các chuyên gia xử lý chất thải như Anthony Coban dọn dẹp đống rác khổng lồ. Ước tính số rác thải chất đống trên các con phố trong suốt 8 tháng xảy ra khủng hoảng rác thải là khoảng 400.000 tấn. Hiện nay, chúng tôi đã dọn dẹp được khoảng 40% số rác thải này. Bãi rác chính Name sẽ tiếp tục nhận rác thêm 2 tháng nữa, trong khi chờ hai bãi rác mới gần thủ đô Beirut chuẩn bị được mở. Tuy nhiên, các nhà môi trường học cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, chính phủ cần phải xây dựng các nhà máy tái chế xử lý rác thải. Giải pháp này chỉ là tạm thời để xoa dịu người dân. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc khủng hoảng rác thải đã chấm dứt. Rất có thể trong tương lai gần sẽ lại có những cuộc khủng hoảng tương tự xảy ra. Nếu như chính phủ không có những quyết định mang tính chiến lược như xây dựng các nhà máy xử lý rác thay vì mở thêm các bãi chôn rác, điều cốt lõi là chính phủ cần phải thực hiện việc này càng sớm càng tốt. Trong lúc này, những chiếc xe tải chất đầy rác đang nối đuôi nhau trên các con đường ra khỏi thành phố, một trong những nỗ lực trả lại bầu không khí trong lành tạm thời cho thủ đô Beirut. Cuộc khủng hoảng rác thải trong sự bất lực của chính quyền giống như giọt nước tràn ly những bức bối, bất bình lâu nay của người dân trước nhiều vấn đề nghiêm trọng của đất nước. Chính phủ của Thủ tướng Salam cần sớm đưa ra một giải pháp triệt để cho vấn đề này, nếu như không muốn nó tiếp tục châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông vốn không mấy yên ả này. Thưa quý vị và các bạn, vụ rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền của công ty luật Panama Mossack Fonseca vẫn đang tiếp tục khiến dư luận thế giới sửng sốt. 11,5 triệu tài liệu nội bộ về các giao dịch của Mossack Fonseca đã phần nào phanh phui các thương vụ làm ăn ngầm bị cho là rửa tiền và trốn thuế có liên quan đến nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới. Trong khi hiện chưa rõ ai đứng sau vụ rò rỉ và mục đích là gì, thì việc tiết lộ các chứng từ mật này đã tạo ra một cơn địa chấn toàn cầu khi chính phủ nhiều nước bắt đầu cuộc điều tra quy mô lớn nhằm xác định thông tin. Phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vụ bê bối lịch sử này. Cam kết điều tra là một trong những phản ứng phổ biến nhất sau khi khối lượng tài liệu mật khổng lồ của Mossack Fonseca bị truyền thông thế giới công bố. Hoan nghênh thông tin được báo giới quốc tế tiết lộ liên quan đến các hoạt động gian lận thuế, Pháp và Đức cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng về những gì có trong hồ sơ Panama. Tất cả thông tin được tiết lộ sẽ dẫn đến các cuộc điều tra bởi cơ quan thuế cùng các tiến trình tố tụng. Chúng tôi đánh giá cao những người thổi còi vì đã đưa hồ sơ Panama ra ánh sáng. Với chúng tôi, có một điều rõ ràng là áp lực từ cộng đồng quốc tế lên các quốc gia như Panama phải tiếp tục ở mức cao để họ có những bước đi xa hơn trong việc tạo ra sự minh bạch. Hàng loạt quốc gia cũng ngay lập tức xúc tiến công tác điều tra về những thông tin có trong hồ sơ Panama. Ngày 4 tháng 4, cơ quan thuế Australia cho biết họ đang điều tra hơn 800 khách hàng giàu có người Australia liên quan đến các giao dịch tài chính bí mật. New Zealand, Ấn Độ, Áo và Hà Lan cũng có động thái tương tự. Một số nước có ngân hàng bị nêu tên như Na Uy, Thụy Điển cũng đang tìm hiểu vụ việc. Về phía Panama, quốc gia đang ở giữa tầm bão chỉ trích. Tổng thống nước này Juan Carlos Varela khẳng định nước ông sẽ hợp tác với bất kỳ chính phủ nào hay cuộc điều tra nào diễn ra sau những tiết lộ trên. Dù vậy, ông cũng tuyên bố sẽ bảo vệ hình ảnh của đất nước mình.
Trước những cáo buộc và chỉ trích từ truyền thông quốc tế, màu sắc Fonseca, tâm điểm của cơn địa chấn, đã có phản ứng mạnh mẽ và gọi đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng và xâm phạm sự riêng tư của người khác. Công ty này thừa nhận cơ sở dữ liệu họ đã bị tấn công, song lại khoe khoang rằng họ chưa từng bị buộc tội hoặc cáo buộc làm gì sai kể từ khi thành lập. Còn các chính trị gia, những nhân vật nổi tiếng có tên trong hồ sơ Panama, họ nói gì về sự liên quan của mình? Là một trong những người bị nêu đích danh, Thủ tướng Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson đang chịu áp lực lớn yêu cầu phải từ chức khi hàng chục người dân nước này đã biểu tình trước tòa nhà quốc hội tại thủ đô Malmö trong đêm hôm qua. Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình Iceland, ông Gunnlaugsson tuyên bố sẽ không từ chức và chối bỏ những gì được tiết lộ trong hồ sơ Panama. Tất nhiên là tôi sẽ không từ chức vì sự thật là vợ tôi luôn trả đầy đủ những khoản thuế của mình. Trong thời gian tôi tham gia chính trường, cô ấy đầu tư vào các công ty trong nước và chúng tôi luôn đặt lợi ích của người dân Iceland lên lợi ích của bản thân và gia đình mình. Cũng đang chịu áp lực do các thành viên trong gia đình bị nêu tên trong tài liệu, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đang bị ba đảng đối lập yêu cầu từ chức. Theo tài liệu bị rò rỉ, các con của ông Sharif sở hữu bất động sản tại London thông qua các công ty ở nước ngoài. Dù vậy, con trai của ông Sharif là Hussein khẳng định gia đình họ không làm gì phi pháp. Thủ tướng Anh David Cameron cũng bị liên can khi người cha quá cố của ông, Ian Cameron, khi còn sống cũng là khách hàng của Mossack Fonseca và sở hữu một mạng lưới công ty đầu tư lớn ở nước ngoài. Tuy vậy, văn phòng Thủ tướng Anh đã ra thông cáo khẳng định ông Cameron không hề có cổ phần trong quỹ đầu tư của cha mình. Hồ sơ Panama còn cáo buộc ông Sergei Rondugin, một nghệ sĩ chơi đàn cello và được cho là bạn thân của Tổng thống Nga Putin, sở hữu ba công ty ở nước ngoài gồm Sonet Overseas, International Media Overseas và Reta Limited. Từ thông tin này, truyền thông quốc tế cho rằng dường như ông Putin đang quản lý lượng tiền khổng lồ thông qua các công ty vỏ bọc nêu trên. Dù vậy, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov đã bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc này, cho rằng những thông tin nói trên không chính xác và là âm mưu bôi nhọ ông Putin với ý đồ ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử sắp tới. Tương tự, giới công tố Ukraine, Argentina tuyên bố không tìm ra bằng chứng tổng thống các nước này phạm pháp. Trong khi đó, ngôi sao bóng đá người Argentina Lionel Messi cũng tuyên bố sẽ kiện tờ báo đăng cáo buộc cầu thủ này trốn thuế. Mossack Fonseca, tâm điểm của vụ rò rỉ tài liệu chấn động, cũng phản ứng mạnh mẽ trước vụ việc. Trả lời phỏng vấn của Reuters qua điện thoại, người đứng đầu công ty này, ông Ramon Fonseca khẳng định phần lớn trong số 240.000 công ty mà họ thành lập trong suốt 40 năm qua được sử dụng cho những mục đích hợp pháp. Hàng loạt ngôi sao, tỷ phú và các chính trị gia từ hàng chục quốc gia trên thế giới được nhắc tên trong vụ rò rỉ tài liệu hồ sơ Panama. Tuy nhiên, cho đến giờ, người Mỹ gần như vắng mặt trong số tài liệu bị rò rỉ này. Không chỉ thế, truyền thông Mỹ dường như cũng khai mắng trong vụ việc. 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca cho thấy hơn 100 nhân vật quyền lực giàu có và nổi tiếng sử dụng dịch vụ của công ty này để mở các tài khoản ở những thiên đường trốn thuế tại nước ngoài, để khỏi đóng thuế ở quê nhà. Việc chuyển tiền đến thiên đường trốn thuế không hẳn là bất hợp pháp, nhưng những tiết lộ này có thể gây nhiều điều tiếng, đồng thời cho thấy không ít quan chức, lãnh đạo dường như có nhiều tiền hơn những gì được biết. Cho đến nay, chỉ có một người Mỹ duy nhất xuất hiện trong tài liệu rò rỉ, đó là nữ triệu phú Mariana Onzeski. Câu hỏi được đặt ra là phải chăng người Mỹ trung thực hơn những người nộp thuế ở những quốc gia khác, hoặc giới nhà giàu Mỹ có nhiều cách hơn để trốn thuế? Thực tế thì giới nhà giàu Mỹ ít cần đến thiên đường trốn thuế hơn những người giàu ở nước khác, bởi mức thuế thu nhập liên bang ở Mỹ không cao như phần lớn các nước châu Âu. Ngoài ra, đối với thu nhập đầu tư, thuế lãi vốn ở Mỹ là 20%. Tại hầu hết các nước châu Âu, mức thuế này dao động từ 15 đến 42%. Ngoài ra, ít có quốc gia nào được miễn giảm thuế nhiều như Mỹ. Đối với những người Mỹ muốn tối đa hóa giá trị tài sản của họ, việc mở tài khoản ở thiên đường thuế không phải là lựa chọn quá hấp dẫn. Đối với những người mới bắt đầu, chi phí của việc làm này khá đắt đỏ vì họ phải thuê luật sư, chuyên gia tư vấn, nhân viên kế toán. Chưa hết, Sở Thuế vụ Mỹ gần đây đã ban hành những quy định mới trừng phạt nghiêm ngặt những ai không khai báo tài sản ở nước ngoài. Mỗi cá nhân gửi ít nhất 10.000 đô la Mỹ ở nước ngoài phải khai báo tài khoản của họ mỗi năm. Trong khi đó, các ngân hàng cũng làm điều tương tự đối với những khách hàng Mỹ có tổng giá trị các tài khoản là hơn 50.000 đô la Mỹ.
Dựa trên các tài liệu mới được công bố, chúng ta đã có thể hình dung phần nào về cách thức Mossack Fonseca bị cáo buộc đã giúp giới siêu giàu trốn thuế và rửa tiền. Một phần của tảng băng đã được tiết lộ, nhưng đây có thể mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Rất có thể những vụ việc động trời nữa sẽ bị phát giác khi hồ sơ Panama được điều tra kỹ lưỡng hơn. Chuyện đồng chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.